tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin chiều ngày 5 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Đại dịch Covid-19 đã giết chết gần 15 triệu người trên toàn cầu, bao gồm cả những ca tử vong gián tiếp. Thi thể người được tìm thấy ở thùng rác Toronto, thuộc về một bé gái 4 đến 7 tuổi. Người Canada không còn hạnh phúc như 10 năm trước, theo một đánh giá mới vừa được công bố của Liên hiệp quốc. Các dấu hiệu của thị trường bất động sản hạ nhiệt ở thành phố thủ đô Ottawa. Cảnh sát Edmonton phản ứng sau 6 vụ tấn công người da màu gần đây. Thành phố Montreal nói lời tạm biệt với mùa xuân và chào đón cái nóng của mùa hạ. Nghiên cứu lớn ở Mỹ cho thấy, Omicron cũng nghiêm trọng như các biến thể Covid-19 trước đó. Hành lang nhân đạo ở Mariupol bị gián đoạn khi nhiều người dân Ukraine vẫn bị mắc kẹt bên dưới nhà máy thép. Tổng thống Putin đã tuyên bố những người bảo vệ Azovstal phải đầu hàng. Công dân khối châu Âu có thể kiện các quốc gia trong khối vì không khí bẩn gây hại cho sức khỏe của họ. Tin tức về một người đàn ông họ Mã tại Trung Quốc bị giam giữ khiến Alibaba mất 26 tỷ đô la Mỹ vốn hóa. Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã giết chết gần 15 triệu người trên toàn cầu bao gồm cả những ca tử vong gián tiếp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, gần 15 triệu người chết trực tiếp hoặc là gián tiếp do COVID-19 vào năm 2020 và 2021. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cung cấp một loạt các ca tử vong từ 13,3 triệu đến 16,6 triệu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các trường hợp tử vong mà tổ chức này vừa tuyên bố là do đại dịch Covid-19 gây ra. WHO gọi các trường hợp tử vong là tử vong vượt mức, bao gồm các trường hợp tử vong gián tiếp do Covid-19 gây ra, chẳng hạn như là do tác động của nó đối với hệ thống y tế và xã hội. Ví dụ, một trường hợp tử vong do không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc thường xuyên do hệ thống chăm sóc y tế bị quá tải sẽ được tính vào Tổng giám đốc WHO là tiến sĩ Tedro Ghebreyesus cho biết trong một tuyên bố rằng ước tính mới được tiết lộ cho thấy tất cả các quốc gia cần đầu tư vào hệ thống y tế linh hoạt hơn để có thể duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu trong thời kỳ khủng hoảng, bao gồm cả hệ thống thông tin y tế mạnh hơn. Đại học Johns Hopkins trước đó đã báo cáo vào đầu tháng 3 năm 2022 rằng hơn 6 triệu người đã chết vì virus trong khi thống kê Canada báo cáo vào tháng 11 năm 2021 rằng Canada đã chứng kiến hơn 19.000 trường hợp tử vong do đại dịch. WHO cho biết 84% số ca tử vong vượt mức mà tổ chức này báo cáo xảy ra ở Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Mỹ và 68% trong số đó xảy ra ở 10 quốc gia. Các nước thu nhập trung bình chiếm 81% số ca tử vong, trong khi các nước thu nhập cao thì chiếm 15% số người tử vong và 4% là từ các nước thu nhập thấp. Số người tử vong trên toàn cầu được chia nhỏ thành 57% nam và 43% nữ và cao hơn ở người lớn tuổi. Thi thể người được tìm thấy ở thùng rác thành phố Toronto thuộc về một bé gái 4 đến 7 tuổi. Thi thể người được tìm thấy trong một bãi rác xây dựng bên ngoài một ngôi nhà bỏ trống ở Toronto vào đầu tuần này đã được xác nhận là thuộc về một bé gái có thể mới 4 tuổi, theo cảnh sát cho biết. Các phần thi thể được đặt trong một thùng rác bên ngoài một ngôi nhà ở Rosedale trên Dale Avenue, gần Castle Frank Road vào cuối buổi chiều thứ hai. Cảnh sát cho biết, khám nghiệm tử thi hiện đã được xác nhận hai cốt thuộc về một bé gái có khả năng từ 4 đến 7 tuổi. Các nhà điều tra tin rằng các phần thi thể đã được bỏ lại trong thùng rác vào khoảng giữa 12 giờ trưa thứ Năm và 4 giờ 45 chiều vào thứ Hai. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết cô gái có thể đã qua đời vào mùa hè năm ngoái, thậm chí là có thể sớm hơn. Vào thời điểm này, cảnh sát chưa chính thức phân loại cái chết của cô gái là một vụ giết người. Nhưng điều tra viên là Hank Itzinga nói rằng các thám tử của đơn vị điều tra đang tích cực tham gia vào cuộc điều tra. Là một phần của cuộc điều tra, các sĩ quan đang xem xét lại các báo cáo về những người mất tích cũ và đã xác định được số trường hợp có nét tương đồng, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thêm được manh mối gì quan trọng. Bé gái được mô tả là người da đen, người gốc Phi hoặc là Lai Phi. Cô ấy cao khoảng 1 mét với dáng người gầy và mái tóc xoăn đen buộc thành bốn đuôi ngựa ngắn. Hai trong số đó được bệnh lại và buộc chặt bằng dây thun màu xanh đen thi thể của cô bé được bọc trong một chiếc chăn đan bên trong một túi ni lông. Chiếc túi đó sau đó được bọc trong một chiếc chăn màu. Cảnh sát đã công bố hình ảnh chiếc chăn đó với hy vọng sẽ gợi nhớ được một người biết em bé. Các điều tra viên cũng hy vọng rằng cảnh sát sẽ có thể tung ra một bản phát thảo tổng hợp của cô gái rất sớm. Hiện vẫn chưa biết lý do tử vong của cô bé này. Người Canada không còn hạnh phúc như 10 năm trước theo bảng xếp hạng hàng năm về các quốc gia hạnh phúc nhất đã được công bố, và mặc dù Canada nằm trong top 15 trong số 146 quốc gia, chúng ta một lần nữa lại bị giảm hạng đáng kể. Được xuất bản bởi Liên hiệp quốc, bảng xếp hạng chủ yếu dựa trên các đánh giá về cuộc sống từ cuộc thăm dò ý kiến của Gallup World. Điểm số được lấy từ các chỉ số như là tuổi thọ khỏe mạnh, lòng tin xã hội, tham nhũng, sự tự do để đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người và các hỗ trợ cộng đồng. Và mặc dù Canada vẫn được xếp hạng trong số các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng có vẻ như là sự hạnh phúc của chúng ta đang ngày càng giảm đi. Mười năm trước, trong báo cáo xếp hạng hạnh phúc thế giới đầu tiên, Canada được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc thứ năm trên thế giới. Năm ngoái thì chúng ta đứng thứ 11. Điều này xảy ra sau khi phát hành chỉ số sức khỏe tinh thần của LifeWork báo cáo rằng sức khỏe tâm lý chung của người Canada đang ở mức thấp nhất trong gần 2 năm, trong 23 tháng. Cảm giác lạc quan của người Canada cũng bị ảnh hưởng một chút, hiện đang ở mức thấp nhất trong một năm và vẫn thấp hơn đáng kể so với điểm chuẩn năm 2020. Năm thứ năm liên tiếp, Phần Lan đứng đầu thế giới, bốn quốc gia Bắc Âu khác cũng đứng top 10, đó là Đan Mạch ở vị trí thứ hai, Iceland đứng thứ ba, Thụy Điển ở vị trí thứ bảy và Na Uy ở vị trí thứ tám. Danh sách 10 nước hàng đầu cũng bao gồm Thụy Sĩ đứng thứ tư, Hà Lan thứ năm, Luxembourg thứ sáu, Israel thứ 9 và New Zealand thứ 10. Hoa Kỳ thì xếp ngay sau Canada ở vị trí thứ 16 và Vương quốc Anh ở vị trí thứ 19. Về tình hình bất động sản, các dấu hiệu của thị trường bất động sản hạ nhiệt ở thành phố thủ đô Ottawa. Hội đồng bất động sản Ottawa là OREP đang báo cáo doanh số bán hàng trong tháng 4 năm 2022, giảm 21% so với một năm trước đó. Điều này cho thấy lãi suất cao hơn và các yếu tố khác đang làm hạ nhiệt thị trường bất động sản đang nóng ở thành phố. Các thành viên của Hội đồng Bất động sản Ottawa đã bán 1.889 bất động sản vào tháng trước trên MLS so với 2.394 vào tháng 4 của năm ngoái. Chủ tịch của hội đồng là Penny Toronto cho biết với số lượng giao dịch chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình 5 năm, đây là một trong những tháng có hoạt động kém nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong một thời gian. Đặc biệt khi thấy số nhà được giao bán tăng lên trong tháng trước, có một chút ngạc nhiên là doanh số bán hàng đã giảm. Bà Toronto cho biết, lãi suất tăng cùng sự thất vọng ngày càng gia tăng của người mua, nhiệt độ mát mẻ hơn và các biện pháp nhà ở mới của chính phủ là tất cả các yếu tố mà có thể đã ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường vào tháng trước. Doanh số bán hàng tháng trước bao gồm 1.419 bất động sản nhà ở, giảm 23% so với một năm trước, và 470 căn hộ chung cư, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Bất Động Sản cũng cho biết, mức trung bình trong 5 năm đối với tổng doanh số bán hàng vào tháng 4 là 1.849 căn. Theo Hiệp hội thì giá bán trung bình một căn hộ chung cư vào tháng 4 là 473.702 đô la, tức là tăng 11% so với năm 2021. Trong khi giá bán trung bình cho một bất động sản nhà ở là 829.318 đô la, tức là tăng 12% so với một năm trước, nhưng giảm so với tháng 3 của năm 2022, khi lúc đó thì giá trung bình trên 850.000 đô la. Tại tỉnh Alberta, Cảnh sát Edmonton phản ứng sau 6 vụ tấn công người da màu gần đây Cảnh sát cho biết sự gia tăng đáng báo động của các cuộc tấn công nhằm vào người da màu ở thủ phủ của Alberta đã khiến các thành viên của các cộng đồng bị thiệt thòi, cảm thấy quá sợ để ra khỏi nhà và họ không dám sống như cách họ mong muốn. Trung sĩ Gary Wollett, phát ngôn viên của đơn vị chống tội ác, căm thù và bạo lực cực đoan thuộc Sở Cảnh sát Edmonton cho biết đây là những người không dám đến các nơi thờ tự, không dám mặc quần áo tôn giáo của họ, những người này không dám rời khỏi nhà của họ. Chúng tôi đang cố gắng tăng cường cảm giác an toàn. Chúng tôi cần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Cảnh sát Willett cũng đã thảo luận về sự gia tăng của tội phạm có động cơ thù địch tại một cuộc họp báo về 4 người đã bị buộc tội trong các vụ tấn công riêng biệt nhằm vào người da đen và người da màu ở Edmonton. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông 34 tuổi đã phải đối mặt với hai tội danh hành hung sau khi anh này theo dõi một người đàn ông Nam Á mặc thăng xếp rồi nhổ bọt lên anh ta, đe dọa và có những bình luận về chủng tộc và mắng mỏ vào tháng 2. Một nam thanh niên 17 tuổi cũng phải đối mặt với hai tội danh hành hung sau khi nhổ bọt và dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc với một công nhân da đen và một công nhân Đông Nam Á tại một khu vực drive-thru ở một nhà hàng vào tháng 3 còn một người đàn ông 39 tuổi hiện đã chết, đã phải đối mặt với cáo buộc sau khi rút súng và chỉa vào một người phụ nữ da đen và một người đàn ông da trắng đang cùng đi dạo và đẩy xe cho con của họ. Và một người đàn ông 46 tuổi bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau sau ba vụ tấn công những người da đen vào tháng trước. Cảnh sát cho biết, 23 tội phạm có động cơ thù hận đã được báo cáo trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3 Năm ngoái thì cảnh sát đã điều tra 13 tội ác thù hận trong cùng khung thời gian đó. Cũng liên quan đến tình hình bất động sản tại thành phố Vancouver, một căn phòng không cửa sổ chỉ để vừa một chiếc giường đôi có giá thuê là 750 đô la một tháng ở trung tâm Vancouver. Căn phòng này chỉ để vừa một chiếc nệm đôi và một chiếc bàn nhỏ cạnh giường có giá thuê là 750 đô la. Một quảng cáo trên Craigslist được đăng trong tuần này cho thấy đều mà một số người cho thuê sẵn sàng làm để bảo đảm một chỗ trong thị trường cho thuê giá cao, ít chỗ trống ở Vancouver. Bài đăng quảng cáo cho một căn phòng nhỏ trong một căn hộ sẽ sẵn sàng cho thuê vào ngày 1 tháng 6 ở trung tâm thành phố Vancouver. Căn phòng này không phải là phòng ngủ mà là một căn phòng không có cửa sổ được thuê làm chỗ ngủ. Quảng cáo an ủi những người sẽ thuê nhà rằng dù căn phòng là nhỏ căn hộ lại lớn và nói với người thuê căn phòng này rằng họ cũng sẽ có quyền sử dụng phần còn lại của căn hộ chỉ ngoại trừ phòng ngủ của những người bạn cùng nhà theo quảng cáo cho thuê phần còn lại của căn hộ được chia cho hai người bạn cùng phòng chi phí 750 đô la một tháng không bao gồm internet và các tiện ích căn phòng nằm trong một tòa nhà cao tầng phía trên ga tàu SkyTrain Granville những quảng cáo như thế này không phải là hiếm ở thành phố Vancouver vì những người thuê nhà sẵn sàng trả tiền cho những không gian như vậy trong một thị trường cho thuê giá cao và nguồn cung hạn chế và trong một số trường hợp đó là vì đó là tất cả những gì họ có thể thuê được tại Quebec Montreal nói lời tạm biệt với mùa xuân và chào đón cái nóng mùa hạ sau một tháng tư ẩm ướt chứng kiến mưa lớn và tuyết rơi dày đặc. Montreal hiện đang có thời tiết nắng và khô ráo kéo dài nhất trong gần một năm. Thành phố Montreal dự kiến sẽ có nhiều ánh nắng mặt trời trong ít nhất 8 ngày tới và nhiệt độ sẽ tăng lên khi nhiệt từ phía Tây đẩy về phía Đông. Nhiệt độ sẽ giống như mùa xuân vào cuối tuần, nhưng Montreal sẽ chứng kiến nhiệt độ tăng lên mức 20 độ vào thứ Hai. Montreal sẽ ghi nhận mức nhiệt độ 20 độ C đầu tiên trong năm vào thứ Hai và nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng. Vào giữa tuần tới, thành phố sẽ cảm nhận được cái nóng của mùa hè, có thể đạt mức 26-27 độ C. Lần cuối cùng Montreal có thể tiếp khô kéo dài 7 ngày là vào tháng 11 năm 2021. Wow, mong rằng quý vị sẽ có những ngày nắng đẹp với không khí trong lành. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí Văn hóa, đời sống, song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hội và chia sẻ video đến cho nhiều người xem. Nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Một nghiên cứu lớn ở Hoa Kỳ cho thấy biến thể Omicron cũng nghiêm trọng như các biến thể COVID-19 trước đó. Đại dịch Covid-19 đã giết chết gần 15 triệu người trên toàn cầu, bao gồm cả những ca tử vong gián tiếp. Trong diễn biến cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine, hành lang nhân đạo ở Mariupol bị gián đoạn khi nhiều người dân Ukraine bị mắc kẹt bên dưới nhà máy thép. Tổng thống Putin đã tuyên bố những người bảo vệ nhà máy Azovstal phải đầu hàng. Thủ tướng Úc cho biết nước này muốn yên ổn trong quan hệ với quần đảo Solomon công dân khối châu Âu có thể kiện các quốc gia trong khối vì không khí bẩn gây hại cho sức khỏe của họ. Tin tức về một người đàn ông họ Mã bị giam giữ khiến Alibaba mất 26 tỷ đô la Mỹ vốn hóa. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, một nghiên cứu lớn ở Mỹ cho thấy Omicron cũng nghiêm trọng như các biến thể COVID-19 trước đó. Nghiên cứu lớn ở Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng Biến thể Omicron của SARS-CoV-2, chủng virus mà gây bệnh COVID-19, về bản chất cũng nghiêm trọng như các biến thể trước đó, không giống như các giả định được đưa ra trong các nghiên cứu trước đây rằng nó dễ lây truyền hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng rủi ro nhập viện và tử vong gần như là giống nhau giữa các giai đoạn. Theo bốn nhà khoa học thực hiện nghiên cứu dựa trên hồ sơ của 130.000 bệnh nhân COVID-19 cho biết, đề cập đến thời điểm trong 2 năm qua khi các biến thể khác nhau chiếm ưu thế trên toàn thế giới. Hiện tại thì nghiên cứu mới này đang được thẩm định tại công ty Nature Portfolio và đã được đăng tải trên nền tảng Research Square vào ngày 2 tháng 5. Nghiên cứu đã được điều chỉnh cho các yếu tố gây nhiễu bao gồm nhân khẩu học, tình trạng tiêm chủng và chỉ số bệnh kèm theo Charlson, tức là chỉ số dự đoán nguy cơ tử vong trong vòng một năm nhập viện đối với bệnh nhân có tình trạng đi kèm cụ thể các nhà khoa học từ bệnh viện đa khoa massachusetts đại học minerva và trường y của harvard cho biết các nghiên cứu trước đây mà đã giả định rằng biến thể omicron ít nghiêm trọng hơn đã được tiến hành ở nhiều nơi khác nhau bao gồm nam phi scotland anh và canada các nhà khoa học cũng cho rằng nghiên cứu của họ có thể có một số hạn chế bao gồm nghiên cứu đã loại trừ những bệnh nhân mà đã thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà về tình hình cuộc chiến của Nga và Ukraine. Hành lang nhân đạo ở Mariupol bị gián đoạn khi nhiều người dân Ukraine bị mắc kẹt bên dưới nhà máy thép. Hôm thứ Năm, vẫn còn rất nhiều thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em vẫn còn bị mắc kẹt trong các bon kê dưới lòng đất tại nhà máy thép Azovstal, nơi trú ẩn cuối cùng của người Ukraine ở thành phố Mariupol bị tàn phá. Nhưng phía Nga hứa rằng họ sẽ tạm lắng cuộc tấn công mới để cho phép dân thường được rời đi sự phản kháng kiên cường của Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã nhấn mạnh việc Nga không chiếm được các thành phố lớn trong cuộc chiến kéo dài suốt 10 tuần qua. Đây sẽ là một sự thay đổi lớn mang tính lịch sử chắc chắn sẽ khiến Moscow tức giận. Trong khi đó, Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ sớm quyết định gia nhập NATO. Quân đội Nga đã hứa sẽ tạm dừng hoạt động ở Azovstal trong thứ Năm và hai ngày sau đó để cho phép dân thường rời đi sau khi những gì mà binh sĩ Ukraine đang bảo vệ ở nhà máy thép mô tả là trận chiến đẫm máu, đã ngăn cản việc di tản vào hôm thứ Tư. Nhưng Điện Kremlin cho biết các hành lang nhân đạo từ nhà máy đã được thực hiện. Tuy nhiên, Văn phòng Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết không có người dân nào ở nhà máy thép Azovstal nằm trong số hơn 300 thượng dân còn mắc kẹt lại được di tản khỏi Mariupol và các khu vực khác ở miền nam Ukraine trong hôm thứ Tư. Các bức ảnh do máy bay chiến đấu do Nga hậu thuẫn công bố cho thấy khói và lửa đã bao trùm khu phức hợp Azovstal. Các quan chức Ukraine tin rằng khoảng 200 dân thường vẫn bị mắc kẹt cùng với các binh sĩ trong một mạng lưới rộng lớn gồm các bon kê ngầm ở đó. Trong bài phát biểu sáng sớm, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng để bảo đảm lệnh ngừng bắn. Ông nói, trong điều kiện hiện tại, chúng tôi không thể sử dụng các thiết bị hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát, tất cả đều phải làm bằng tay. Cho đến nay thì hơn 5 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước của họ kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược. Trong khi đó, tổng thống Putin đã tuyên bố những người bảo vệ nhà máy Azovstal phải đầu hàng. Ông nói rằng Ukraine nên ra lệnh cho các binh sĩ của họ còn lại trong nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol. Hãy hạ vũ khí và đầu hàng. Theo các binh sĩ chiến đấu Ukraine, khoảng 200 dân thường vẫn còn bị mắc kẹt bên trong các công trình thép dưới các cuộc tấn công dữ dội của Nga, điều mà điện Kremlin đã phủ nhận. Nhà lãnh đạo Belarus thừa nhận cuộc chiến của Nga đã kéo dài, gọi Tổng thống Putin là người anh cả. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP hôm thứ năm, Tổng thống độc tài của Belarus là Alexander Lukashenko đã bảo vệ cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Mặc dù vậy, ông Lukashenko đã nói rằng ông không mong đợi cuộc xung đột trong suốt 10 tuần qua sẽ kéo dài theo cách này. Theo ông Lukashenko cho rằng Moscow đã phải phát động cuộc xâm lược ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, một phần ở lãnh thổ quốc gia của ông, bởi vì Kyiv đang khiêu khích Nga. Ông cũng đã đổ lỗi cho Washington đã thúc đẩy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó thì tổng thống Belarus cũng lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nhưng ông không nói liệu tổng thống Nga Putin có kế hoạch phát động một cuộc tấn công như vậy hay không. Ông Lukashenko cho biết tổng thống Putin không tìm kiếm một cuộc xung đột trực tiếp với NATO và phương Tây nên bảo đảm rằng cuộc xung đột không xảy ra. Tổng thống Lukashenko đã gọi ông Putin là người anh cả và nói rằng nhà lãnh đạo nga không có quan hệ gần gũi hơn cởi mở hơn hoặc là thân thiện hơn với bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào ngoài tổng thống belarus thủ tướng úc cho biết nước này muốn yên ổn trong quan hệ với quần đảo solomon thủ tướng úc scott morrison cho biết úc sẽ phản ứng một cách bình tĩnh với solomon sau khi quần đảo này đã ký hiệp ước an ninh với trung quốc đồng thời bác bỏ phản ứng giận dữ của Thủ tướng Solomon trước những chỉ trích của phương Tây về thỏa thuận này. Trước đó, trong một bài phát biểu nảy lửa trước Quốc hội hôm thứ Ba, Thủ tướng Solomon Manasseh Sogaver đã nói rằng Chúng tôi đang bị đe dọa xâm lược, nhưng ông Sogaver đã không nêu tên bất kỳ quốc gia nào hoặc đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình. Về phía mình, Thủ tướng Úc Morrison hôm thứ Năm cho biết không có điều nào trong số đó là sự thật. Khi được hỏi tại sao ông không nói chuyện trực tiếp với ông Sogavee kể từ khi hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và Solomon được ký kết. Thủ tướng Úc cho biết, tôi đang làm theo rất cẩn thận theo lời khuyên mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan tình báo an ninh của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc là ông Peter Dutton cho biết, ông không tin rằng các bình luận nhắm vào Úc. Quốc gia mà có lực lượng quốc phòng và nhân viên cảnh sát ở quần đảo Solomon theo yêu cầu của ông Sogavee trong một cuộc tranh luận bầu cử hôm thứ năm đảng lao động đối lập nói rằng mối quan hệ với quần đảo solomon đã xấu đi và úc cần đầu tư nhiều hơn vào ngoại giao thái bình dương chứ không chỉ xây dựng chi tiêu quốc phòng công dân khối châu âu có thể kiện các quốc gia trong khối vì không khí bẩn gây hại cho sức khỏe của họ một cố vấn của tòa án hàng đầu ở khối châu âu hôm thứ năm cho biết công dân ở các nước thuộc liên minh châu âu có thể kiện chính phủ của họ để đòi bồi thường tài chính nếu mức độ ô nhiễm không khí bất hợp pháp gây hại cho sức khỏe của họ. Ý kiến của vị cố vấn này tuân theo một loạt các phán quyết tại tòa án công lý của khối châu Âu có trụ sở tại Luxembourg trong những năm gần đây. Khoảng 10 quốc gia khối châu Âu, trong đó có Pháp, Ba Lan, Ý và Romania đã bị kết tội ô nhiễm không khí bất hợp pháp. Theo tòa án cho biết trong một tuyên bố việc vi phạm các giá trị giới hạn để bảo vệ chất lượng không khí theo luật của khối châu Âu có thể làm phát sinh quyền được nhà nước bồi thường. Theo Tổng trưởng lý Julian Cocott cho biết, các cá nhân yêu cầu bồi thường sẽ cần phải chứng minh rằng thiệt hại về sức khỏe của họ là do ô nhiễm không khí trực tiếp gây ra. Cơ quan chính phủ cũng có thể tránh được trách nhiệm nếu họ có thể chứng minh được rằng các giới hạn ô nhiễm vẫn sẽ bị phá vỡ kể cả khi họ đã có một kế hoạch chất lượng không khí đầy đủ. Trong một nỗ lực để giảm tử vong sớm liên quan đến không khí bẩn, khối châu Âu sẽ đề xuất nâng cấp các giới hạn ô nhiễm của mình trong năm nay để phù hợp hơn với các quy định nghiêm ngặt hơn của Tổ chức Y tế Thế giới. Liên quan đến Trung Quốc, tin tức về một người đàn ông họ Mã bị giam giữ khiến Alibaba mất 26 tỷ đô la Mỹ vốn hóa Alibaba, gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc, mà tỷ phú Jack Ma còn được biết đến với tên gọi là Mã Vân Đồng sáng lập, đã chứng kiến cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của mình giảm tới 9,4 phần trăm hôm thứ ba sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng một cá nhân họ Mã ở thành phố Hàng Châu đã bị giam giữ vì lý do an ninh quốc gia. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp bắt buộc vào ngày 25 tháng 4 do bị tình nghi thông đồng với các thế lực thù địch chống Trung Quốc ở nước ngoài để kích động ly khai và kích động lật đổ quyền lực nhà nước. Tin tức này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khác của nhà nước lựa chọn và đưa tin trên khắp các nền tảng tin tức của Trung Quốc. Nó đã gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn ở Hồng Kông, ước tính thổi bay 26 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường của Alibaba chỉ trong vài phút trong bối cảnh hỗn loạn, ông Hồ Tích Tiến, Hu Sinh Jin, cựu tổng biên tập của tờ Global Times, đã vội thanh minh trên Weibo, một trang mạng xã hội giống như là Twitter của Trung Quốc, rằng báo cáo đã gây hiểu lầm vì tên của nghi phạm được đề cập có ba ký tự, trong khi tên tiếng Trung của ông Jack Ma, Mã Vân, chỉ có hai ký tự. CCTV sau đó đã lặng lẽ cập nhật báo cáo ban đầu của mình để phù hợp với đánh giá của ông Hồ để xóa tan lo ngại hơn nữa, Global Times đưa tin, người đàn ông bị cáo buộc sinh năm 1985 tại Ôn Châu, trong khi ông Chakma sinh năm 1964 tại Hàng Châu và từng là giám đốc nghiên cứu và phát triển phần cứng tại một công ty công nghệ thông tin. Sau khi sự việc được làm rõ, Alibaba đã phục hồi phần lớn khoản lỗ vào cuối ngày. Ông Chakma hầu như không còn xuất hiện công khai và giữ kín danh tính kể từ lần bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên, IPO của N Group tại Mỹ đã bị các cơ quan quản lý tạm dừng vào cuối năm 2020. Từng là một trong những nhân vật thẳng thắn nhất ở Trung Quốc, Jack Ma đã không đăng bất cứ điều gì trên Weibo, nơi ông có đến 25 triệu người theo dõi kể từ tháng 10 của năm 2020. Ông Jack Ma vẫn giữ im lặng trong suốt hôm thứ ba khi những tin đồn chống lại ông tràn lan trên internet Trung Quốc. Những hashtag về việc giam giữ nghi phạm họ Mã là một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo, thu hút đến hàng trăm triệu lượt xem. Và phần tin này cũng đã kết thúc bản tin chiều ngày 5 tháng 5 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Xin kính chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành. Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.